Năm phẩm niệm trụ. Bấy giờ Tối Thắng từ tòa đứng dậy, che áo bên vai trái, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, có năng lực biết rõ đường tránh đường tà như vậy, thì tâm ấy nương tựa vào đâu? Phật bảo Tối Thắng, Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, thì tâm luôn chân chánh, không có mê loạn. Vì sao? Vì Bồ Tát tu tập viên mãn niệm trụ về thân thọ tâm pháp, hễ có đi vào thành ấp xóm làng, nghe nói lợi dưỡng, tâm không tham đắm nhiễm trước, giống như Thế Tôn đã dạy trong giới kinh, người khéo chánh niệm thì xa lìa các phiền não. Này Thiên Vương, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, khéo tu niệm trụ về thân như thế nào? Nghĩa là Bồ Tát này dùng trí như thật, xa lìa pháp ác bất thiện, tương ưng với thân, quan sát thân này từ đầu đến chân chỉ có các thứ bất tịnh, tội lỗi, vô ngã, vô lạc, vô thường, bại hoại, tanh hôi, thúi uế, gân mạch dính liền gớm ghiếc như vậy, ai mà thèm nhìn quán thân như vậy rồi thì tham dục chấp thân ngã kiến trong thân không còn nhớ đó, có năng lực thuận theo pháp lành. Này Thiên Vương, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa khéo tu niệm trụ về thọ như thế nào? Nghĩa là Bồ Tát này suy nghĩ các thọ đều khổ, nhưng vì hữu tình điên đảo lầm tưởng cho là vui, phàm phu ngu si cho khổ là vui, thánh giả chỉ nói tất cả đều khổ. Vì muốn đoạn diệt khổ nên cần phải tu tinh tấn và khuyến khích người khác nên tu pháp này. Quán như vậy rồi, thường trụ niệm thọ không tùy thuận hoạt động của thọ mà phải tu hành đoạn dứt thọ, và cũng dạy cho người như vậy. Này Thiên Vương, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa khéo tu niệm trụ về tâm như thế nào? Nghĩa là Bồ Tát này suy nghĩ tâm vô thường, người ngu bảo là thường trụ, khổ bảo vui, vô ngã bảo ngã, bất tịnh bảo tịnh, tâm này không ngừng thay đổi mau chóng, là căn bản của thủy miên, là cửa ngõ của cảnh giới ác, là nhân duyên của phiền não hoại diệt cõi thiện. Tâm này thường sanh tham sân si, khó tin tưởng, tâm dẫn đầu các pháp. Nếu biết rõ tâm thì rõ các pháp thế gian đều do tâm tạo. Tâm không thấy được tội lỗi hoặc thiện hoặc ác đều từ tâm khởi lên, tâm tánh chuyển nhanh như vòng lửa quay chẳng dừng, như gió, như quáng nắng, như nước chảy mạnh, như lửa phừng cháy. Quán tâm như vậy rồi thì niệm không động, khiến tâm tùy theo ta mà không tùy hành, nếu điều phục tâm tức điều phục các pháp. Này Thiên Vương, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa khéo niệm trụ về pháp như thế nào? Nghĩa là Bồ Tát này biết như thật thế gian có các pháp ác bất thiện, đó là tham sân si và các phiền não, cần phải tu các pháp để đối trị, như tu pháp đối trị tham sân si và các pháp khác để đối trị phiền não. Biết như vậy rồi chẳng hành pháp kia và làm cho người xa lìa. Này Thiên Vương, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa đối cảnh khởi niệm như thế nào? Nghĩa là Bồ Tát này nếu gặp sắc thanh hương vị xúc pháp liền nghĩ, đối với pháp không chân thật này mà lại sanh tham ái ư, đây chỉ là sự đắm trước của phàm phu ngu si, ấy là bất thiện. Như Thế Tôn dạy, ái thì sanh đắm trước thì sanh mê lầm, do đó không biết pháp thiện, pháp ác, vì vậy đọa vào cảnh giới ác. Bồ Tát không như vậy, nên không rơi rớt, không đắm trước cảnh giới, và khiến cho người khác cũng vậy. Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, niệm A-lan nhã, nghĩa là Bồ Tát suy nghĩ. A-lan nhã là chỗ không ồn ào, không người ở, là trụ xứ tịch tĩnh, trời rồng dược xoa, có tha tâm trí, đều biết tâm tâm xả pháp của ta. Ở đây ta không nên khởi tâm tà vậy, do suy nghĩ vậy nên được xả ly, đối pháp chánh niệm cần tu hành. Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa suy nghĩ thành ất tụ lạc là nơi ồn ào, chẳng phải chỗ đi lại của người xuất gia, vậy không nên đến, đó là quán rượu, mại dâm, vương cung, đánh bạc, ca múa, các chỗ như vậy cần phải xa liền. Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa nghe lợi dưỡng liền khỏi chánh niệm thế này. Vì sanh phước cho người kia nên nhận tài vật này chứ chẳng phải do tham đắm để mà nhận, rồi keo kiệt lấy nuôi dưỡng vợ con cũng không nói ta có tài vật như vậy mà đem giúp hết cho người nghèo cùng không có tính toán và sở hữu của ta, lại suy nghĩ
Người đều khen ta có danh tiếng bố thí, thế gian vô thường, mau chóng hoại diệt. Tại sao người trí đối với vô thường không thật, không hằng, không chủ mà lại chấp ngã, ngã sở? Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, niệm đến những cấm giới mà Thế Tôn đã dạy. Nghĩ, chư Phật ba đời đều học giới này để thành vô thượng chánh giác, chứng đại niết bàn, biết như vậy rồi, tinh tấn tu học. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì giáo hóa hữu tình và tự tu tập, ít muốn vui đủ, mặc áo phấn tảo, tâm thường trong sạch, tín lực vững chắc, thà bỏ thân mạng, chứ không phạm giới, tâm xa lìa kiêu mạn. Dù mặc áo xấu đi vào thành thất thực, nhưng không hổ thẹn, không lười biếng, siêng tu tinh tấn. Việc làm chưa xong thì không bỏ dở giữa chừng. Đối với y phục phấn tảo không bị lỗi lầm, đối với y phục cũ mục hư nát không khinh chê, chỉ giữ cái đức của mình. Người đi dục mới mặc y phục này được Như Lai khen ngợi vì ngăn chặn san tham, cũng không khen mình mặc áo này hay chê người không mặc. Người thực hành như thế được chư thiên lễ kính, được Phật tán thán, Bồ Tát hộ trì, Bà La Môn vân vân đều cung kính cúng dường. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường tu diệu hạnh thanh tịnh như thế. Khi ấy tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa với hạnh cao thượng, cần gì mặc áo phấn tảo này? Phật bảo, này thiên vương, các đại Bồ Tát vì hộ thế gian nên mặc y phục phấn tảo này. Vì sao? Vì thế gian thấy mặc y phục này thì các điều ác đều dứt và sanh điều lành. Này thiên vương, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát tu hạnh cao thượng có như Thế Tôn không? Tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hạnh cao thượng trăm ngàn vạn ước cho đến vô số, cũng không sánh bằng Thế Tôn. Vì sao? Vì Phật là đấng Pháp Vương đầy đủ trí nhất thiết, nên không có một Pháp nào mà không thể chiếu soi. Này thiên vương, ý ông nghĩ sao? Phật thị hiện khổ hạnh và tán thán công đức tu hạnh đầu đà với tất cả trời rồng dược xoa, nhân phi nhân vân vân để làm gì? Tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Phật thị hiện như thế là giáo hóa các hữu tình, có thể độ được và nói pháp đối trị cho các Bồ Tát mới phát tâm vân vân chưa dứt được phiền não. Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy. Bồ Tát tu hạnh cao thượng, mặc y phục phấn tảo cũng là như vậy. Cho nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đầy đủ phương tiện thiện xảo làm lợi ích cho hữu tình. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì thế gian nên chỉ giữ ba y. Vì sao? Vì tâm ít muốn biết đủ nên chẳng cầu nhiều, vì không tìm cầu nên không chứa cất, không chứa cất nên không mất mát, không mất mát nên không buồn khổ, không buồn khổ nên xa lìa phiền não, lìa phiền não nên không còn đắm trước, không đắm trước thì lìa các lậu tận diệt.